kinh văn An nan đáp ngôn hư không vô tận chân bảo vô biên tích hữu chúng sinh thí phật thất tiền xả thân do hoạch chuyển luân vương vị huống phục hiện tiền hư không ký cùng phật độ xung biến giai thí chân bảo cùng kiếp tư nghị thượng bất năng cập thị phúc vân hà cánh hữu biên tế Việt dịch A Nam đáp rằng, hư không chẳng có giới hạn, chân bảo cũng vô hạn. Xưa có người cúng dường Phật bảy đồng tiền, đến khi xả thân còn được vị chuyển luân thánh vương. Huống gì hiện tiền hư không cùng tận, cõi Phật đã đầy khắp bảy thứ chân bảo cúng dường. Dù có suy nghĩ cùng tận đến vô số kiếp, còn không thể biết được phước đức ấy làm sao có ngằn mé. Giảng a nan thưa hư không chẳng có giới hạn chân bảo cũng vô hạn xưa có người cúng dường phật bảy đồng tiền đến khi xả thân còn được vị chuyển luân thánh vương thuở xưa có người cúng dường đức phật bảy đồng tiền nhờ vậy nên khi mạng chung tái sanh được làm chuyển luân thánh vương một vị chuyển luân thánh vương có một ngàn người con trai chẳng biết ông ta có bao nhiêu vợ chuyển luân thánh vương có oai đức rất lớn. Ông ta có một cỗ xe có thể đưa ông ta đi khắp bốn đại bộ châu chỉ trong vài giờ. Cỗ xe ấy có lẽ còn đi nhanh hơn cả tên lửa trong thời hiện đại. Đó là một thứ bảo vật của ông ta. Còn người này hiện đem bảy thứ báu đầy cả hư không cúng dường khắp vô số cõi Phật. Dù có suy nghĩ cùng tận đến vô số kiếp, còn không thể biết được phước đức ấy làm sao còn có ngàn mé. Huống gì hiện tiền hư không cùng tận, cõi Phật đã đầy khắp bảy thứ chân bảo cúng dường. Dù có suy nghĩ cùng tận, đến vô số kiếp, còn không thể biết được phước đức ấy làm sao có ngàn mé người dâng cúng cho Đức Phật bảy đồng tiền được hưởng quả báo làm chuyển luân thánh vương. Nay người đem dâng cúng không chỉ bảy đồng tiền mà gồm bảy thứ chân báu đầy khắp hư không pháp giới. Ngay dù trải qua cùng tận bất tư nghỉ hư không kiếp số cũng không bao giờ tính đếm được phước đức của người ấy. Làm sao có thể nói được ngàn mé của phước đức ấy? Nó không có giới hạn. Kinh văn. Phật cáo A Nan, chư Phật Như Lai, ngữ vô hư vọng, nhược phục hữu nhân, thân cụ tứ Trùng, thập ba la di, tuấn tức tức kinh, tử phương tha phương, a tỷ địa ngục, nãi trí cùng tận, thập phương vô gián, mỹ bất kinh lịch. Việt dịch Đức Phật bảo A Nan chư Phật Như Lai không nói lời hư vọng, ví như có người phạm bốn tội lớn, mười tội ba la di, dây lát phải trải qua địa ngục A Tỳ ở phương này rồi phương khác cho đến cùng tột. Vô số các địa ngục vô gián trong mười phương mà không nơi nào chẳng phải trải qua. Giảng Đức Phật bảo A Nan, chư Phật Như Lai không nói lời hư vọng. Ví như có người phạm bốn tội lớn, 10 tội Ba la di, bốn tội nặng là giết hại, trộm cắp, tà dâm, nói dối, trong kinh Thủ Lăng Nghiêm gọi là tứ chủng thanh tịnh minh hối, bốn điều chỉ dạy về pháp thanh tịnh sáng suốt mà quý vị đã được nghe từ trước. 10 tội Ba la di là 10 giới trọng của giới Bồ Tát. Tội Ba la di nghĩa là khí vứt bỏ nghĩa là người phạm tội này xem như bị trôi ra khỏi biển phật pháp mười tội này không thể chỉ sám hối mà thông được quý vị có thể nghiên cứu mười giới đầu tiên trong bồ tát giới dây lát phải trải qua địa ngục A Tỳ ở phương này rồi phương khác, cho đến cùng tột vô số các địa ngục vô gián trong mười phương mà không nơi nào chẳng phải trải qua. Thế nên, chỉ trong nháy mắt lẽ ra phải trải qua địa ngục A Tỳ ở phương này rồi phương khác, trải qua cho hết cùng tột vô số các địa ngục vô gián trong suốt khắp thế giới trong mười phương, lẽ ra phải trải qua đau khổ vì tội chướng đã tạo trong mỗi địa ngục mà không sót một nơi nào cả.